Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một siêu phẩm vừa ra mắt từ Maserati, chiếc Grand Cabi Fongo, chiếc xe mui trần 100% điện đầu tiên trong phân khúc xe sang. Maserati Grand Cabi Fongo không chỉ đơn thuần là một chiếc xe điện, mà còn là một biểu tượng của sự sang trọng và hiệu năng vượt trội. Với hệ thống động cơ 800V, được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến từ giải đua Formula E, Grand Cabi Fongo sở hữu 3 động cơ nam châm vĩnh cửu 300kW, mang đến trải nghiệm lái xe mạnh mẽ và đầy phấn khích. Grand Cabi Fongo được trang bị 3 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô men xoắn 1350 nanomet. Nhờ đó, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2.8 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Grand Cabi Fongo được trang bị bộ pin 92,5 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển lên đến 447 km theo chu kỳ WLTP. Không chỉ là chiếc mui trần 100% điện đầu tiên, Grand Cabi Fongo còn là chiếc xe nhanh nhất trong phân khúc này. Maserati đã thành công trong việc kết hợp hiệu suất cao của một chiếc xe thể thao với sự thoải mái phù hợp cho những chuyến đi dài. Xe có đủ chỗ ngồi cho 4 người và không gian để hành lý rộng rãi, dù là khi mui xe được mở hay đóng. Grand Cabi Fongo được trang bị các công nghệ hiện đại nhất. Hệ thống điện, điện tử Atlantis 2 sử dụng các thông điệp can với tốc độ lên đến 2ms, đảm bảo an ninh mạng cao cấp và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng. Bên cạnh đó, mô đun điều khiển Vehicle Domain Control Module, VDCM, cung cấp khả năng kiểm soát toàn diện các hệ thống quan trọng của xe. Trong cabin, Grand Cabi Fongo không thiếu những tiện nghi hiện đại. Hệ thống Maserati Interlight Assistant, MIA, với màn hình cảm ứng tích hợp các chức năng chính, cùng với đồng hồ kỹ thuật số và màn hình hiển thị trên kính chắn gió, tùy chọn, mang lại trải nghiệm lái xe đỉnh cao. Hệ thống âm thanh 3D Sonos Faber đem đến không gian âm nhạc sống động, hoàn hảo cho những chuyến đi dài. Hệ thống âm thanh Grand Cabi Fongo không chỉ cung cấp trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời mà còn mang đến không gian âm thanh đa chiều sống động nhờ vào sự hợp tác độc quyền với thương hiệu âm thanh ý danh tiếng Sonos Faber. Được thiết kế và chế tạo bởi những nghệ nhân âm thanh hàng đầu của Sonos Faber, Grand Cabi Fongo mang đến hai tùy chọn hệ thống âm thanh cao cấp, hệ thống âm thanh premium tiêu chuẩn với 13 loa và âm thanh vòm 2D, công suất 815V cho trải nghiệm âm thanh tự nhiên độc đáo, và hệ thống âm thanh 2 premium tùy chọn với 16 loa, âm thanh vòm 2D và 3D cùng bộ khuếch đại mạnh mẽ lên đến 1060V, mang đến chiều sâu âm trường và âm thanh phong phú. Cả hai hệ thống đều cung cấp các chế độ cài đặt khác nhau để tối ưu hóa trải nghiệm nghe. Hệ thống sử dụng vật liệu tự nhiên và thiết kế loa độc quyền, tái tạo âm thanh chân thực đến kinh ngạc trong cabin. Sự chú trọng đặc biệt đến sự đồng bộ về không gian và thời gian giữa loa tweeter và loa trung tạo nên âm sắc đặc trưng Voice of Sonos Faber, VOOC. Công nghệ loa siêu trầm cũng được cải tiến, tương tự như trên Grand Tourmaline. Không còn nằm gọn trong khoang hành lý, giờ đây loa siêu trầm được đặt ngoài trời, kết hợp với khoang ngoài để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm diện tích. Hệ thống premium tiêu chuẩn với 13 loa và bộ khuếch đại JSP kép, tổng công suất 815V, bao gồm 4 loa tweeter, 3 loa trung phía trước, 2 loa trầm phía trước, 2 loa trung phía sau, 1 loa trầm trung tâm phía sau, 1 loa siêu trầm vẫn mang đến trải nghiệm âm thanh tự nhiên đặc trưng của Sonos Faber một cách ấn tượng. Ở phiên bản tùy chọn, Sonos Faber cung cấp hệ thống 16 loa cao cấp hơn, được điều khiển bởi bộ khuếch đại mạnh mẽ hơn với JSP kép, tổng công suất lên đến 1060V, 5 loa tweeter, 3 loa trung phía trước, 2 loa trung cao phía trước, 2 loa trầm phía trước, 2 loa trung phía sau, 1 loa trầm trung tâm phía sau, 1 loa siêu trầm. Grand Cabi Fongo mang đến cho bạn trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới với khả năng tăng tốc mạnh mẽ, khả năng xử lý linh hoạt và cảm giác lái đầy phấn khích. Hệ thống treo khí nén giúp chiếc xe vận hành êm ái trên mọi địa hình. Công nghệ tiên tiến. Grand Cabi Fongo được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống hỗ trợ đổ xe tự động. Maserati Grand Cabi Fongo là một mẫu xe mui trần điện sang trọng, mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Chiếc xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp, nội thất sang trọng, hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Grand Cabi Fongo là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe mui trần điện độc đáo và đẳng cấp.
bạn muốn sở hữu Grand Cabin Fongo và trải nghiệm cảm giác lái xe như một vị vua, hãy liên hệ với đại lý Maserati gần nhất để được tư vấn và đặt hàng.